Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin hôm nay ngày 15 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hôm nay 15 tháng 3 là ngày người tiêu dùng thế giới và chủ đề của năm nay là dinh dưỡng lành mạnh. Sau gần 10 tháng tập trung tháo gỡ vướng mắc, dòng vốn ưu đãi cho ngư dân đóng tàu công suất lớn đã được khơi thông. Âm nhạc, ánh sáng và các vũ điệu đã kết nối những bạn trẻ không cùng ngôn ngữ Việt Nam và Đức với nhau trong niềm đam mê bộ môn hip hop nghệ thuật. Sáng nay ngày 15 tháng 3, Ban chỉ đạo tổ chức hội nghị Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 131 tổ chức tại Hà Nội đã tiến hành tổng duyệt các khâu bảo đảm an toàn thành công phục vụ hội nghị, trong đó có lĩnh vực an toàn giao thông. Tham dự hội nghị IPU lần thứ 132 tổ chức tại Hà Nội dự kiến có 126 đoàn đại biểu trong và ngoài nước. Các đoàn khách quốc tế được bố trí tại 11 khách sạn và di chuyển trên 4 tuyến đường trục chính của thủ đô. Thời gian diễn ra hội nghị, các hoạt động giao thông của dân cư vẫn diễn ra bình thường với mật độ lưu lượng tham gia giao thông cao. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xây dựng các kế hoạch phân luồng, điều tiết giao thông, tổ chức đón dẫn các đoàn đại biểu từ sân bay về khách sạn, từ khách sạn đến các địa điểm diễn ra hội nghị với 100% quân số. Công an Hà Nội cũng đã cho mua sắm thêm nhiều xe mô tô chuyên dụng và huy động toàn bộ các lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh để tham gia công tác bảo đảm an toàn phục vụ hội nghị. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 15 tháng 3 là ngày quyền của người tiêu dùng thế giới. Chủ đề của ngày quyền của người tiêu dùng thế giới năm nay là dinh dưỡng lành mạnh. Không chỉ những vi phạm quyền lợi người tiêu dùng như hàng hóa kém chất lượng hay không rõ nguồn gốc xuất xứ, mà an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đang là mối quan tâm lớn của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay. Không ít các vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra, thậm chí có vụ đã dẫn đến tử vong. Vì vậy, thông điệp là kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Trên thực tế, theo kết quả khảo sát trực tuyến do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường mới thực hiện, có tới 40% trong tổng số hơn 1.200 người dân được hỏi có ý kiến đã cho biết họ mua phải hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trên 30% mua phải hàng hóa hết hạn, ôi thiêu, nhưng hầu như không thực hiện được quyền khiếu nại do sợ mất thời gian cũng như không tin vào những cơ chế khiếu kiện hiện hành. Vậy làm sao để người tiêu dùng trong nước thực sự phát huy được quyền và lợi ích của mình? Đang là câu hỏi được người dân và các cơ quan quản lý tìm lời giải. Anh Lê Danh Tạo đã mua một máy điện thoại Asus Zenfone 6 tại đại lý phân phối của hãng tại thành phố Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau 10 ngày sử dụng, máy đã hỏng micro. Sản phẩm được gửi đi bảo hành, nhưng đã quá ngày hẹn 2 tuần mà phía bán hàng vẫn chưa có hướng giải quyết. Tôi cũng liên lạc trực tiếp với hãng bảo hành chỉ trả lời quanh co, bảo là linh kiện này thì phải nhập từ nước ngoài mới bảo hành được. Những trường hợp như anh Tạo không phải là ít, tuy nhiên lại chưa đến 2% khách hàng thực hiện quyền khiếu nại, khiếu kiện. Nguyên nhân là do đến nay, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chưa có đủ công cụ và chính sách để hỗ trợ người tiêu dùng. Khởi kiện như vậy thì trong trường hợp mà chúng tôi thắng kiện thì là cái tiền phạt đấy được đưa vào ngân sách nhà nước hoặc là trả người tiêu dùng. Nhưng thua kiện thì tất nhiên mình phải bồi thường ít nhất là những cái tiền phí để thực hiện cái vụ án như vậy. Nhưng mà nguồn ở đâu không có. Vừa qua, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương đã công bố số điện thoại đường dây nóng 1800-6838 để hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy mới đi vào hoạt động được hơn một tuần, nhưng đã cho thấy những hạn chế. Cái thứ nhất là sẽ phải tăng cường cái nguồn lực, đồng thời tăng cường cái nghiệp vụ cho cái tổng đài viên để cho các cái chất lượng tư vấn nó cao lên. Cái thứ hai là tập trung nhanh chóng xây dựng cái kế hoạch để kết nối tổng đài này với các địa phương, các cái sở công thương ở địa phương, như các hội 50 hội ở địa phương để làm sao cho công tác giải quyết khiếu nại cũng như là tư vấn nó được nhanh nhất cho người tiêu dùng. Cần phải có một cái cơ chế để phối hợp, để kiểm tra, để đôn đốc, chứ không đơn thuần là cái việc là chuyển thông tin. Và nếu mà chừng nào mà chúng ta xây dựng một cái cơ chế phối hợp thật tốt thì lúc bấy giờ cái hiệu lực, cái hiệu quả của cái đường dây nóng nó mới trở thành thiết thực. Năm nay, chủ đề ngày quyền của người tiêu dùng thế giới 15 tháng 3 là dinh dưỡng lành mạnh. Tuy nhiên, ở Việt Nam vào lúc này, mối quan tâm lớn khác của người tiêu dùng là an toàn vệ sinh thực phẩm, với không ít các vụ ngộ độc đã xảy ra, thậm chí có vụ đã dẫn đến tử vong. Vì vậy, thông điệp là kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm,
góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Trước tình hạn hạn hán, thiếu nước đang xảy ra nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ mà chúng tôi đã có dịp thông tin đến quý vị khán giả trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã có những chỉ đạo thực hiện các biện pháp tổng lực để chống hạn tại khu vực này. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phê duyệt hỗ trợ 40 tỷ đồng để thực hiện các biện pháp cứu đói, cấp nước tại Ninh Thuận. Ngoài ra còn hỗ trợ 30 tấn ngô giống, 300 tấn gạo cho người dân các khu vực đặc biệt khó khăn tại đây. Trước đó, Chính phủ cũng đã trích 98 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm bảo đảm nước ăn cho người, nước uống cho gia súc, hỗ trợ chăn nuôi, sản xuất, phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả do hạn hán gây ra. Một trong những vấn đề khác được Đảng và Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian gần đây đó là đưa Nghị định 67 về cho vay ưu đãi để ngư dân đóng tàu công suất lớn vào cuộc sống. Sau 10 tháng triển khai, khai thông vướng mắc, dòng vốn này đã dần được khơi thông. Nhiều ngư dân đã tiếp cận được với nguồn vốn vay. Điều này cũng có nghĩa là những con tàu đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 sẽ được hạ thủy trong năm nay, ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại lúc anh Phan Thu cùng hàng chục ngư dân Quảng Nam bán tàu để đợi vay vốn theo Nghị định 67 cách đây vài tháng. Việc vay vốn quá khó khăn, có lúc tưởng chừng anh đã bỏ cuộc. Còn đây là những hình ảnh về ngư dân Phan Thu ký hợp đồng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Nam, vay hơn 11 tỷ đồng để đóng mới con tàu hơn 800 CV, trị giá hơn 12 tỷ đồng. Anh là ngư dân đầu tiên của Quảng Nam được vay vốn theo Nghị định 67. Nói chung là từ khi Nghị định 67 mà đã được ban hành, thì thủ tục hồ sơ của tôi đấy là trong 21 mẫu tàu, không có mẫu nào mà phù hợp với ngư dân bản thân như tôi, cần phải điều chỉnh lại thiết kế. Thì điều chỉnh lại thiết kế tới ngày hôm nay đã hoàn thành, đã có một bộ vẽ chi tiết là thiết kế đã xong, là về là để tiếp cận hàng. Thì lúc mà vừa có thiết kế về thì tiếp cận hàng rất nhanh chóng và tới ngày thiết kế hôm nay. Để có thêm nhiều ngư dân được tiếp cận vốn vay, lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam đề nghị nên bổ sung thêm danh sách các ngân hàng thương mại khác cùng tham gia cho vay vốn. Tại tỉnh Quảng Nam và các tỉnh thành khu vực miền Trung, hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đã giải ngân gần 100 tỷ đồng để ngư dân đóng mới 7 con tàu theo Nghị định 67. Chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm định các cái dự án để đánh giá ưu tiên cho vay những dự án có tính khả thi cao và dự kiến là trong năm 2015 để cho vay nhiều dự án khác nữa có quy mô tương tự như ông Tôn Thu hoặc của ông Phan Thu hoặc là tàu lớn hơn. Quảng Nam sẽ được vay vốn đóng mới 92 tàu theo chương trình 67. Tỉnh này đã phê duyệt 65 hồ sơ có đủ tiêu chuẩn vay vốn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định bằng mọi cách sẽ khơi thông dòng vốn này để cuối năm nay 65 nhóm hộ gia đình sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay. Thì chúng tôi sẽ bổ sung đưa đại diện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển của Việt Nam chi nhánh Quảng Nam cũng như các ngân hàng thương mại khác để tham gia trong cái ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc để tiếp cận hồ sơ dự án ngay từ ban đầu và như vậy thì có sự lồng ghép và liên kết cái thông tin để đảm bảo cho tránh cái rủi ro của các ngân hàng thương mại khi cho các đối tượng vay không đúng mục đích và để cho những cò lợi dụng cơ chế chính sách này làm xâm hại đến cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và thiệt hại cho ngư dân. Mong muốn sở hữu tàu cá vỏ thép là ước mơ chung của hàng vạn ngư dân hiện nay và đó cũng là mục tiêu nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển mạnh mẽ ngành khai thác thủy sản, phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, sau khi chạm tay được với nguồn vốn Nghị định 67, vấn đề còn lại là chất lượng con tàu như thế nào, vận hành ra sao, đánh bắt như thế nào cho hiệu quả. Cần tránh tình trạng những con tàu hàng chục tỷ phải nằm bờ và nhà nước thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng như dự án đánh bắt xa bờ trước đây. Còn tại những nơi vùng sâu vùng xa thì mạng điện lưới quốc gia lại là một trong những ưu tiên trọng điểm. Những nhà máy điện được ưu tiên đầu tư xây dựng ở vùng sâu vùng xa không hẳn vì mục đích lợi nhuận mà còn vì sự phát triển đời sống kinh tế xã hội ở những địa phương này, ghi nhận tại tỉnh Lai Châu. Cách đây một năm, người dân bản Thà Giàng chưa biết thế nào là ánh sáng điện. Cuộc sống của bà con chỉ quẩn quanh với việc ban ngày lên nương, lên dãy, tối về quây quần bên bếp lửa. Ước mơ của ánh sáng điện tưởng chừng như xa vời với người dân nơi đây, nhưng nay ước mơ đấy đã trở thành sự thật. Trước đây bản chưa có điện, bà con mong có điện lắm. Giờ có điện, bà con ai ai cũng vui lắm. Có điện bà con được xem TV, nghe đài, học hỏi được cách làm ăn, phát triển kinh tế. Có điện con cháu được học hành cũng dễ dàng hơn. Phát huy lợi thế của địa phương có nhiều sông suối,
thuận lợi cho việc xây dựng thủy điện vừa và nhỏ. Nhiều công trình thủy điện đã được đầu tư xây dựng. Mới đây, thủy điện Nậm Na 2 được hòa lưới điện quốc gia đã nhân thêm niềm vui hưởng nguồn điện sáng của các bản làng vùng sâu vùng xa của tỉnh Lai Châu. Chúng tôi đã thành công đưa vào vận hành cái nhà máy dự án thủy điện Nậm Na 2 với công suất 66 MW. Và công trình thủy điện Nậm Na 3 mà chúng tôi cũng dự kiến vào cuối tháng 12 của năm 2015 là sẽ hòa mạng cái nhà máy thủy điện Nậm Na 3 với công suất lắp máy là 90 MW. Nhà máy thủy điện Nậm Na 2 có công suất 66 MW. Khi vận hành, sẽ cung cấp điện cho lưới điện quốc gia khoảng 270 triệu kWh một năm. Nhà máy này cùng với thủy điện Nậm Na 1, Nậm Na 3 sắp hoàn thành sẽ góp phần cắt lũ mùa mưa, tưới tiêu hạ du mùa khô, khắc phục tình trạng thiếu điện. Hiện toàn tỉnh Lai Châu có trên 95% các xã đã có điện. Trong năm 2015 và 2016, dự kiến Điện lực Lai Châu sẽ đưa điện lưới quốc gia đến tất cả các xã. Điện lưới quốc gia sẽ đem lại sự thay đổi căn bản trong đời sống của mỗi hộ gia đình, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Lai Châu. Trong phần tiếp theo của bản tin, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức thi tuyển đầu vào theo phương thức tuyển sinh mới. Nghệ thuật hip hop kết nối những bạn trẻ không cùng ngôn ngữ Việt Nam và Đức. Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2015 vừa được bắt đầu từ sáng ngày hôm nay 15 tháng 3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là cơ hội cho sĩ tử được giải đáp thắc mắc về kỳ thi quốc gia, đại học, cao đẳng năm nay. Ngày hội được tổ chức với 100 gian tư vấn của 70 trường đại học cao đẳng. Tham gia sự kiện này còn có các chuyên gia giáo dục đến từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng và Cục Đào tạo thuộc Bộ Công an. Một thông tin đáng chú ý với những thí sinh có ý định thi tuyển vào đại học năm nay. Chiều ngày hôm nay, ngày mai 14 tháng 3, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thi thử phương thức đánh giá năng lực mới để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học tới đây vào hệ thống các trường thành viên của mình. Năm nay đơn vị này sẽ không tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mà theo cách thi riêng. Trường Trung học phổ thông Đại Từ Thái Nguyên, nơi được Đại học Quốc gia Hà Nội chọn để tổ chức thi thử, một quang cảnh hoàn toàn khác với phòng thi truyền thống. Thay vì thi trên giấy, các thí sinh sẽ thi trên máy tính. Các em cũng không thi riêng lẻ từng môn mà làm duy nhất một bài thi tổng hợp, bao gồm 140 câu hỏi trong thời gian là hơn 3 tiếng. Sẽ có phần thi toán, ngữ văn và tự chọn giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên nhằm đánh giá cả năng lực nhận thức lẫn năng lực tư duy, thẩm mỹ, phân tích, tổng hợp và sự sáng tạo của người thi. Chúng tôi đã có một quá trình một thời gian để chuẩn bị cho bộ đề này với một cái số khá đông các nhà khoa học đã tham gia. Các cái câu hỏi đó qua cái quá trình phản biện, quá trình sàng lọc, quá trình chọn lọc, quá trình thí điểm. Chúng tôi đã thí điểm trên nhiều các cái trường phổ thông để chọn lọc câu hỏi. Tin rằng cái bộ đề mà chúng tôi xây dựng trên cơ sở một cái khoa học kiểm tra đánh giá tiên tiến thì có thể đảm bảo được tất cả các yêu cầu đó và các bạn thí sinh có thể yên tâm với bộ đề mà chúng tôi đưa ra cho các bạn thi. Việc chấm thi được thực hiện trên máy tính, điểm số chấm xong và được thí sinh ký xác nhận ngay sau khi làm xong bài. Tương đối khách quan, chúng tôi đánh giá là khách quan, bởi vì các em làm bài thi trong một cái thời gian và các em biết điểm của mình. Thứ hai nữa là trong quá trình làm bài, các em không tạo ra một cái áp lực. Không quá lớn để mình thi xong có kết quả rồi thì chỉ chờ kết quả thôi. Bình thường như mọi năm thì em đi thi thì sẽ phải đi xuống, giả sử đi xuống Hà Nội và ăn ở đó khoảng 2-3 ngày thì chi phí rất là tốn kém. Ở đây thì chỉ có thi trong vòng 1 ngày là về luôn, giảm được rất là chi phí. 7 cụm thi sẽ được tổ chức tại Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng. Thời gian đăng ký dự thi đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 và đợt 2 là từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Lệ phí dự thi là 100.000 đồng một lượt. Đại học Quốc gia Hà Nội có một chiến lược khá khôn khéo khi tổ chức thi tuyển vào hai đợt, cuối tháng 5 và đầu tháng 8, tức là trước và sau khi diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Như vậy là ngoài kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các thí sinh có thể thi thêm hai đợt của Đại học Quốc gia Hà Nội để tăng thêm cơ hội đỗ đại học.
Vấn đề còn lại bây giờ là việc vận hành quy trình này trong kỳ thi sắp tới, và nếu mọi việc thuận lợi đúng như tính toán của đơn vị này, thì đây sẽ là một bước đột phá trong phương thức đánh giá năng lực đầu vào, không chỉ cho bậc đại học mà còn có thể áp dụng ở nhiều kỳ thi với nhiều mục đích khác nữa. Cũng trong chiều ngày 14 tháng 3, Ngày hội tiếp sức người lao động thanh niên công nhân do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra tại khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương với nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần của thanh niên công nhân. Ngày hội lần này đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà cho thanh niên công nhân tiêu biểu, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, sửa chữa máy điện thoại, máy tính miễn phí, tổ chức các trò chơi dân gian. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình do Trung ương Đoàn tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Bất chấp nhiều khó khăn, suốt 10 năm qua, một vị bác sĩ người Mỹ đã đưa những phẫu thuật viên hàng đầu nước Mỹ tới Việt Nam để thực hiện nhiều ca phẫu thuật tạo hình cho bệnh nhân nghèo với dị tật phức tạp. Trong lần thứ tư này trở lại Việt Nam, đoàn phẫu thuật của bác sĩ Joseph Mark Rosen đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec để khám và phẫu thuật cho 10 bệnh nhân, đem lại cuộc sống mới tươi đẹp hơn cho những số phận không may mắn. Đây là hình ảnh của bé Hồ Mạnh Hùng, 5 tháng tuổi với dị tật ở cánh tay phải. Trong quá trình sinh, có những khó khăn đã khiến em bị đứt dây thần kinh ở cánh tay, khiến tay phải không thể cử động được. Cháu sinh ra là nể to quá, nên là cháu bị liệt cái đám dây thần kinh. Hôm nay là phẫu thuật cho cháu. Thì mẹ cũng rất mừng là khi cháu được là ra phòng mổ mà hai bác sĩ bắt tay mẹ là bảo là rất tốt. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật ghép nối dây thần kinh. Cụ thể là lấy dây thần kinh cảm giác ở dưới cẳng chân đưa lên để ghép vào đoạn thần kinh từ đốt sống cổ đến cánh tay để em bé có thể cử động được. Ngoài em Hùng, còn có 9 bệnh nhân khác tham gia dự án lần này với những dị tật khác nhau như bỏng toàn thân, dị tật ở tai hay tay chân. Hầu hết các bệnh nhân đều có hoàn cảnh khó khăn. Và với sự hỗ trợ của đoàn phẫu thuật của giáo sư Rosen và bệnh viện, các bệnh nhân đã được hỗ trợ miễn và giảm viện phí. Qua các đợt phẫu thuật thì chúng ta có nhiều hình thức. Cái hình thức là chúng ta, các bạn đồng nghiệp Việt Nam cùng làm với họ, cùng phụ trợ và chúng ta học. Rồi cũng đã tổ chức các cái cuộc hội thảo để mà chúng ta giới thiệu kinh nghiệm của bạn cũng như là trao đổi về kinh nghiệm chúng ta. Không chỉ tổ chức các đợt phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo, từ năm 2003, giáo sư Rosen cũng đã vận động các cá nhân, tổ chức tại Mỹ thành lập dự án RISE nhằm hỗ trợ đào tạo tại chỗ cho các thầy thuốc Việt Nam. Tuy nhiên, những mong muốn đó của giáo sư Rosen vẫn chưa dừng lại. Từ năm nay, chúng tôi đang cố gắng mở rộng phạm vi dự án với việc mở rộng phẫu thuật tại 4 bệnh viện khác và mang theo nhiều chuyên gia đến với Việt Nam và tiếp cận nhiều bệnh nhân hơn nữa. Trong suốt 10 năm qua, dự án đã khám và phẫu thuật cho khoảng 50 bệnh nhân. Tuy nhiên, theo thống kê của ngành y tế, hiện Việt Nam còn rất nhiều người bệnh bị các dị tật phức tạp, chưa được phẫu thuật. Phần lớn trong số họ đang còn khó khăn và vẫn phải sống trong nỗi mặc cảm. Những gì mà giáo sư, bác sĩ đang làm cho các bệnh nhân đang đem lại hy vọng cho những người có cùng hoàn cảnh. Nối tiếp thành công của Đại hội Sách cũ Hà Nội lần thứ nhất năm 2014 với hơn 1 vạn người tham dự, Đại hội Sách cũ lần thứ hai đã diễn ra trong sự hân hoan của hàng nghìn độc giả yêu sách. Tại đây, độc giả có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều cuốn sách hiếm trên thị trường hiện nay. Nhiều cuốn sách như Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim, bản in năm 1964, Tội ác và trừng phạt, bản in năm 1973, Hoàng Xuân Hãn, Lãng Sơn Yên Hồ của nhà xuất bản Cầu Vồng vốn đã được không còn bày bán trong các hiệu sách nhưng có thể được tìm thấy tại Đại hội Sách cũ lần thứ hai diễn ra trong 2 ngày cuối 14 và 15 tháng 3 này. Bên cạnh việc tìm mua đọc sách, các độc giả còn có thể tham gia vào các nhiều hoạt động thú vị khác và được truyền cảm hứng trong không gian giao lưu, kết nối giữa những người có cùng đam mê với sách. Sống với mơ ước, đam mê không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với những người trẻ khi họ phải đứng trước những sự lựa chọn khó khăn để mở ra cánh cửa của cuộc đời. Nhưng ai rồi cũng sẽ thực hiện được mơ ước nếu quyết tâm, dám nghĩ và dám làm. Đây là những thông điệp ý nghĩa được gửi gắm qua tác phẩm kịch hip-hop mang tên Kết Nối vừa ra mắt khán giả thủ đô. Hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Những điệu nhảy kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, không giống với những màn biểu diễn hip hop đường phố bình thường, chỉ kéo dài 5 đến 10 phút,
Nay các nghệ sĩ trẻ cùng nhau hóa thân trong những vai diễn, thể hiện một vở kịch bằng những điệu nhảy mà không cần ngôn ngữ đối thoại. Dù không cùng chung ngôn ngữ, nhưng họ đến với nhau bằng âm nhạc, ánh sáng và các điệu nhảy. Như tên gọi, sân khấu chương trình đã kết nối mọi người với nhau, tất cả vì tình yêu, niềm đam mê với bộ môn hip hop nghệ thuật, cũng như cùng nhau chia sẻ mơ ước và hoài bão về tương lai. Đây là một chương trình rất có ích với các bạn trẻ, đặc biệt là trong thời buổi hiện nay thì có rất nhiều các cái môn thể thao và các môn nghệ thuật, nhưng mà những cái môn đó thì không phải môn nào cũng hợp với lại giới trẻ bây giờ. Và tôi nghĩ rằng là cái môn hip hop này là một cái môn mà vừa rèn luyện sức khỏe và vừa hướng giới trẻ đến một cái môn thể thao rất là có ích, tránh xa những cái tệ nạn xã hội. Mô hình nghệ thuật Poppy này rất là hay. Em cũng ít tiếp xúc về cái môn nghệ thuật này, nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy một cái quy mô mà lớn như thế này và hấp dẫn như thế này. Thì sau cái chương trình này thì nó cuốn hút em hơn. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại, điều mà mọi người cần là có càng nhiều những nhà hát như thế này để có thể biểu diễn. Nên có nhiều không gian cho người trẻ, những ai đam mê nghệ thuật này. Bởi những người biểu diễn cùng tôi ở đây rất có tài năng. Họ ở cấp độ cao trên thế giới và một ngày nào đó sẽ làm người Việt Nam tự hào. Kết nối là dự án nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Đức-Việt Nam 1975-2015, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Có thể nói, nghệ thuật là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất gắn kết mọi người với nhau, không kể họ là ai, tới từ nơi nào. Theo danh sách bình chọn 15 kiến tạo tự nhiên kỳ diệu nhất thế giới vừa được hãng thông tấn BBC của Anh công bố, thì Việt Nam cũng góp mặt với địa danh Vịnh Hạ Long. Mô tả về Vịnh Hạ Long, hãng thông tấn này viết, những địa điểm được định hình qua hàng triệu năm này để lại cho con người những dấu vết để tìm hiểu về quá khứ và tương lai của trái đất. Phong cảnh kỳ diệu của Vịnh Hạ Long được điểm xuyết với những cột trụ, mái vòm và hang động đá vôi. Các khối đá được hình thành từ việc nước biển dâng lên, rút xuống suốt 500 triệu năm qua. Danh sách top 15 kiến tạo tự nhiên kỳ diệu nhất thế giới này đều là những kiệt tác của tạo hóa và là những điểm du lịch mà hàng triệu người mơ ước được một lần đặt chân đến. Và ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin thời sự cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn có thể theo dõi các chương trình của Ban Chỉ đạo Đối ngoại bằng cách truy cập vào trang web vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.